đã nghe và đã nghĩ nghĩ gì đến chữ đầu thống này? Đầu thống nó là cái gì? À, nếu các anh chị đã học đông y thì các anh chị sẽ biết một số cái từ thuật ngữ rồi đúng không? Giờ mình đi ghép, mình đi ghép từng cái từ lại nó thành những cái chứng. Theo mục tiêu của chương trình luôn nha, nó là mục tiêu chung. Thứ nhất đó là khái niệm, thứ hai là nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, và thứ ba là trình bày những cái bệnh cảnh lâm sàng và phân biệt những bệnh cảnh lâm sàng đó. Đó. Thì cái mục tiêu này mình vẫn nhắc lại ở từng bài. Tuy nhiên, mục tiêu chung các anh chị nên nắm để cho mỗi bài như vậy mình biết cái chỗ nào để mình theo dõi. Đó là cái phương hướng học tập ha, phương hướng học tập để cho mình không có bị hoang mang rối loạn. Rồi, thì như vậy đầu thống là cái gì? Các anh chị đã từng nghe chưa? Có nghe chưa? Đau đầu. Là đau đầu. Nghe không? Chưa có học chứng mà đã biết triệu chứng nó là cái gì rồi. Phải không? Giỏi quá trời, bởi vì tôi nói lớp mình giỏi mà. Rồi, thì như vậy đầu thống là đau đầu. Đúng không? Thống là đầu, đầu là phần đầu. Thống, đau đầu. Rồi, vậy thì khi tại sao nó có đau đầu? Tại sao nó có đau đầu? À, cái này mình cứ hướng nghĩ thực tế đi ha. Các anh chị nghĩ sao, thấy sao thì cứ nói vậy đi, không sao hết. Cứ theo thực tế đi. Các anh chị thấy là nguyên nhân gì nó sẽ dẫn đến đau đầu? Chết rồi. Stress. Stress theo theo đông y mình là gì? Theo đông y mình là gì ta? Có Mất liên ngủ hệ được chưa? rồi. Mất ngủ hả? Mất ngủ gây đau đầu ha, cũng đúng, Đi nhưng học mà cái đâu có gì biết trong mất tên nè ngủ? cô. Dạ Áp cao. Huyết áp cao luôn. à, huyết áp cao gây đau đầu. Dạ đúng rồi. Bắt qua cũng đau đầu. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không các anh chị? Lo lắng dẫn tới mất ngủ đau đầu. À, vậy thì cái nguyên nhân đó là lo lắng hay là mất ngủ? Dạ lo lắng. À, nếu lo lắng đau đầu thì nguyên nhân của nó là lo lắng. Theo đông y của mình, các anh chị đã học phần nguyên nhân rồi, đúng không? Thì lo lắng là thuộc nguyên nhân gì ha? Tùy tình trí coi. Dạ đúng rồi, tình trí. Tình trí nha. Lo lắng có thể hại tỳ, nhưng mà ở đây lo lắng gây đau đầu chứ không phải là lo lắng hại tỳ mới gây đau đầu. Các anh chị chú ý, cái cách mình lập luận mình cứ đi thẳng trực tiếp vào vấn đề thôi. Không có phải gì lo lắng hết, không phải gì sợ hết. À, tất cả mọi thứ mình cứ đi thẳng vào vấn đề thôi. Có từ ngữ nào, bệnh nhân có vấn đề gì thì mình cứ đi thẳng đúng bệnh nhân có vấn đề đó. Và mình lập luận mình cũng phải là dựa trên những cái triệu chứng, những cái nguyên nhân mà bệnh nhân có. Chứ không phải là ồ giờ đau đầu vậy bệnh nhân thì cái nào cũng gây ra đau đầu hết trơn, vậy biết bệnh nhân bị cái gì vậy thôi, chứ làm y sĩ làm gì, làm dân thường cho rồi đúng không? Trên cái mà cái mình cần á, đó là mình đừng tự làm rối mình, là mình đi tìm nguyên nhân nó nha, hồi nó sẽ phân tích. Rồi ngoài ra mình còn nguyên nhân gì nữa không anh chị? Ngoại cảm Viêm coi. xoang. Ngoại cảm thương hàn. Dạ, viêm xoang, ngoại cảm. Ngoại cảm thương hàn. Ngoại cảm thương hàn ở đây cụ thể nó là cái gì bạn? Đúng không? Ừ. Đúng phong hàn, đúng phong nhiệt. Trúng phong. Trúng phong tà. Phải không? Chứ không phải là trúng phong. Trúng phong khác nha. Trúng phong không phải Rồi là trúng gió của mình đâu nha. ngoại thương nữa. Va Ngoại đập. thương là sao? Bị va đập, bị chấn chấn thương đầu. Ừ, chấn thương thì mình nói chấn thương đi. Theo Rồi nguyên nhân của y học cổ truyền mình chia thành ba nhóm nguyên nhân đúng không? Nội nhân, ngoại nhân, bất nội ngoại nhân. Trong bất nội ngoại nhân có những cái yếu tố gì đó thì mình sẽ nêu cụ thể từng cái một. Đó là cái cách để mình đưa ra. Ừ, có chấn thương, đó là chấn thương va đập vùng đầu là một yếu tố của bất nội ngoại nhân. Còn gì nữa không ạ? bị u có u ở đâu đầu Ừ, dị dạng. Còn gì nữa không? thiếu máu não cơ. Thiếu máu lên não. Rối loạn tiền Hết đình. chưa? À, đúng là tiền đình.
Vì vậy nếu mà mình phân tích cái triệu chứng đau đầu, anh chị thấy không? Đau đầu là một trong những cái triệu chứng mà nó đủ mọi thứ bệnh có thể gây ra, từ cái nhẹ nhẹ đó là mất ngủ, hay là stress lo lắng, hay là cảm thôi, không ngủ một cái hết. Còn một cái nguyên nhân nó cực kỳ gần gũi luôn, đó là thiếu nước. Các chị có khi nào không uống nước mà thấy đau đầu chưa? Và đau đầu thì như mình uống ly nước xong cái nó hết đau đầu chưa? Có đó nha. Như vậy cái nguyên nhân của đau đầu từ những cái đơn giản nhất, từ những cái nhóm bệnh lý mà nó nhẹ nhàng nhất, đôi khi người ta gọi là sinh lý chứ không phải bệnh lý, cho đến những cái nặng và nguy hiểm, ví dụ như tăng huyết áp, u não, hay là tai biến mạch u não, đúng không? Thì như vậy khi mà mình lười làm cái gì đó, có phải là mình sẽ nói là tôi bị đau đầu không? Dạ phải không ạ? Có mấy đứa nhỏ nó cũng biết cái đó luôn á, mấy đứa con nít á nó học theo á, nó biết cái đó luôn á. Con không đi học đâu, con đau đầu quá à, có không? Con bé Có cháu rồi. của tôi á. Dạ không biết cái khoảng cái tầm tuổi mà học sinh á, thì chắc chắn là biết nhiều rồi đó, nhưng mà nó sẽ có chiêu phải không? Con bé cháu của tôi nó mới 3 tuổi nha, mới 3 tuổi à, cách đây chừng 2 tháng, mẹ nó nói sao mà con bé nó cứ than đau đầu hoài á chị. Trời, nói trời ơi ghê dữ vậy, đau đầu là vì sao? Nhưng mà hỏi ngoài cái đau đầu đó ra nó những biểu hiện gì khác nữa hay không? Dạ không, nó vẫn ăn, nó vẫn cười hề hề. Tức là khi mà cho nó uống sữa thì nó nói nó đau đầu quá à. Rồi nhưng mà mình nói chuyện với nó thì nó treo chẻo treo chẻo treo chẻo, không có một biểu hiện bệnh lý gì khác hết. Thì mình hỏi thêm một số những cái triệu chứng nếu như không có liên quan đến cái bệnh lý, chẳng hạn như là nôn ói, hay là mất ngủ, hay là đau đầu khiến cho người ta mệt mỏi mà không ngủ được, thì những cái đó có thể là bệnh lý thực sự. Nhưng mà cái này không phải, thấy không? Vì đau đầu nó là một cái đặc thù như vậy, cho nên người ta dùng những cái triệu chứng như đau đầu, đau bụng để mà đưa ra người ta hù, nó có những cái triệu chứng như vậy đó. Thì cho nên chúng ta phải phân biệt cho được là đau đầu nào nó là thực sự nó là đau đầu bệnh lý, thứ hai là phải tìm hiểu được những cái nguyên nhân gây ra đau đầu, và thứ ba là mình biết những cái kiểu đầu thống nào, cái kiểu đau đầu nào, để mình phân biệt các cái bệnh cảnh lâm sàng có đau đầu. Thì như nãy giờ các anh chị mô tả, các anh chị thấy là nội mình thấy là đã quá trời bệnh cảnh có thể có đau đầu rồi. Như vậy những cái bệnh cảnh đó theo đông y người ta nói như thế nào, hay những cái nguyên nhân các anh chị vừa kể đó người ta nói như thế nào, để đó là cái phần đông y, là mình gắn cái phần đông y của mình thôi nha. Cho nên thành ra là những cái này nó không có gì xa lạ với các anh chị hết, nó chỉ là gắn với cái phần đông y theo nguyên nhân của đông y và theo cơ chế bệnh sinh của đông y vậy thôi. Nha, tính ra là triệu chứng vẫn dễ đúng không? Đó thì như vậy đau thống nó là chỉ là cảm giác đau đầu, hay là từ ngữ người ta có thể dùng nhiều lắm, như là nhức đầu, ê đầu nha, nhiều từ. Tuy nhiên ví dụ như người ta gọi là nặng đầu thì nó lại không gọi là thống, mà người ta gọi là đầu trọng, hay là cảm giác căng tức vùng đầu thì người ta không gọi là đầu thống, người ta gọi là đầu trướng. Thì tùy tùy người ta dùng cái từ. Mà tuy nhiên nó những cái bệnh lý đó, những cái triệu chứng tương tự thì phân tích nó cũng giống như đầu thống thôi, thành ra cái đầu thống nó vẫn là cái chủ đạo quan trọng. Anh chị dựa vào những cái triệu chứng chính này để mình liệt kê thêm những cái triệu chứng tương tự nó. Rồi thì có thể xuất hiện trong rất là nhiều bệnh ha, đầu thống có thể xuất hiện trong rất là nhiều bệnh, như đau đầu trong cái bệnh ngoại cảm, hay là trong thương hàn ôn bệnh, trong ngoại cảm, trong ngoại cảm thương hàn, ngoại cảm lục dâm, ngoại cảm ôn bệnh, hay là do nội thương. Thì người ta chia thành hai nhóm, là đau đầu do ngoại cảm và đau đầu do nội thương. Một số cái danh từ khác chỉ đầu thống, ví dụ như thiên đầu thống,
là người ta gọi là cơn đau một nửa đầu, đau rất là mạnh, đau rất dữ dội thành cơn, nhưng mà hết cơn thì trở lại bình thường. Thì những cái dạng này nó cũng có cái bệnh lý theo Tây y, nhưng mà theo Đông y thì mình sẽ nói đến là nửa đầu thì do gì? Do kinh can, kinh đởm, do các cái đường kinh can đởm nó có hỏa nó gây ra. Chân đầu thống là đau đầu dữ dội kèm theo chân tay quyết lạnh. Rồi đầu phong hay là não phong thì đau đầu mà lúc đau lúc không. Tức là phong là cái đặc điểm như gì, nó có thể thay đổi, nó dễ thay đổi. Thì những cái thuật ngữ này các anh chị có thể coi thêm ha, coi thêm ở trong cái cuốn chẩn đoán phân biệt chứng trạng hay đông y ấy, thì người ta mô tả rất là nhiều cái chứng trạng tương tự như nhau. Ví dụ như có đầu thống rồi, người ta vẫn mô tả thêm những cái chứng này, thiên đầu thống và đầu phong hay là chân đầu thống, người ta vẫn mô tả thêm. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm cái cuốn đó. Rồi, thì thứ hai là cái phần nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Thì đầu là cái nơi hội tụ của các kinh dương theo đông y, và nó là cái nơi mà tụ tập khí huyết của lục phủ và của tinh hoa ngũ tạng. Cho nên một cái ý nữa là đầu là nó cũng là một cái nơi là gọi là chứa não. Mà trong đó đông y thì người ta cũng có quan niệm là não là cái nơi mà trú ngụ của thần, nó là nơi trú ngụ của thần minh. Tuy nhiên tâm thì chủ thần minh, nhưng mà thần nó phải có nơi trú ngụ thì nó phải trú ở não, và đầu là cái nơi chứa não, thành ra nó cũng sẽ liên quan đến những cái nhóm bệnh này ha. Rồi bởi vậy cho nên là cái tà khí ở bên ngoài hoặc là nội thương ở bên trong đều có thể đưa đến những cái khí huyết, những cái kinh lạc ở trên vùng đầu bị đứt tắc mà gây ra chứng đầu thống. Như vậy cái gì nó không dẫn được khí huyết lên đầu, hoặc cái gì nó làm cho bít tắc bế ở cái kinh lạc vùng đầu thì nó đều có thể gây ra đầu thống, đúng không? Thống nó là đau, mà ta đã dùng cái từ là thống thì tức là bất thông, thông thì sẽ bất khống. Như vậy có thống, mình hầu như những cái chứng nào mà có chữ thống á, các bạn đều phân tích dựa trên cái cơ chế như vậy hết. Cái gì đó làm cho nó không thông, đúng không? Không thông ở đây mình có thể nói đến là nó bị tắc nghẽn, không lên được, tắc nghẽn bị không có lên tới nơi, hoặc là không đủ để lên tới. Không đủ để lên tới thì cũng là không có. Như vậy cái gì đó nó thiếu hay là nó bị tắc nghẽn thì đều có thể bất thông. Mà bất thông thì thống, thì thôi. Cho nên như vậy là mình sẽ xem cái gì có thể gây ra tắc nghẽn, cái gì có thể gây ra thiếu thốn. Thì tắc nghẽn, trong những cái nhóm mà tắc nghẽn á, các bạn sẽ kể ít nhất là dựa trên những cái thứ như thế này. Ở ngoại cảm là chắc chắn thứ một, đúng không? Ngoại cảm là thứ nhất. Ngoại cảm bao giờ nó tác động vô đến cái phần kinh lạc, nó cũng sẽ làm cho cái phần kinh lạc nó bị tắc nghẽn, và nó tắc ở rất là nhiều chỗ. Ví dụ như ở đây, ngoại cảm mình thấy có thể là có hàn, có nhiệt, có thấp, nó thường đi kèm với cả phong, thì nó sẽ tắc nghẽn mạch lạc, kinh lạc. Thì đương nhiên cái vùng mà cần phải đưa lên đầu là cái dương khí nó không thăng lên được, và nó tắc nghẽn ở các kinh lạc vùng đầu thì sẽ gây ra đau đầu. Có thể làm cho khí huyết nghịch loạn ở bên trong nữa, có thể kèm theo che lấp thanh khiếu. Mà che lấp thanh khiếu thì sẽ kèm theo mờ mắt, hoa mắt, chóng mặt, như hồi nữa mình học hồ chuyển bệnh. Như vậy các cái tà khí là cái số 1. Cái thứ 2,
Cái thứ hai mà người ta tắt đó là ứ trệ, huyết ứ, đúng không? Huyết ứ hay là khí trệ, khí út, thì nó có thể gây ra khí huyết ứ trệ. Khí huyết ứ trệ thì cũng không dẫn được khí huyết lên đến cái vùng đầu và gây ra đầu thống, tức là kinh mạch không được nuôi dưỡng. Như vậy khí huyết ứ trệ này có thể do những cái gì? Như cái hồi lý luận cơ bản thì tôi có nói với anh chị rồi, đó là huyết ứ thì có thể do gì ạ? Các anh chị còn nhớ không? Cái gì có thể gây ra huyết ứ? Ta nhớ không? Nghỉ học từ tháng 5 tới giờ, bây giờ quên hết rồi, đúng không? Do phế, phế không đưa khí đến tâm nên ứ. Phế không đưa khí đến tâm, ứ ở đâu? Thì huyết, khí dẫn huyết đi do cái khí nó không thông nên là huyết nó không bị ứ lại. Là đó là khí trệ gây ra huyết ứ, đúng không? Tức là khí trệ gây ra huyết ứ. Thì còn ngoài ra khí trệ thì còn gì nữa không? Đàm thấp luôn. Dạ, đàm thấp. Đàm thấp gây ra huyết ứ, đúng không? Rồi. Chứ vậy nếu mà mình dùng cái từ ngữ là khí huyết ứ trệ thì cái khởi của nó đó là có thể là hư gây ứ, cũng có thể do những cái nguyên nhân khác như là khí út hay là khí gì, khí trệ, gì nữa, những cái nguyên nhân như là chấn thương, như là đàm thấp thì đều có thể gây ra trở trệ không thông. Cho nên là đối với cái từ mà khí huyết ứ trệ không không á, thì nó sẽ do những nguyên nhân trực tiếp từ khí huyết. Còn nếu như đàm thấp thì mình sẽ dùng cái từ riêng của nó, đó là đàm trọc cản trở hoặc là đàm thấp tách trở kinh lạc. Nha. Rồi, nếu mà do khí út gây ra ứ trệ thì người ta cũng hay chẩn đoán riêng đó là khí út. Bởi vì cái điều trị của người ta là phải dựa vào cái nguyên nhân. Cho nên là khí trệ huyết ứ mà có nguyên nhân khác rõ ràng thì người ta sẽ chẩn đoán bằng cái nguyên nhân và điều trị bằng cái nguyên nhân. Còn trừ khi cái nguyên nhân trực tiếp tại khí huyết, tức là do cái đường kinh nó không lưu thông, do đàm thấp hay là do gì đó, do chấn thương hay là do khí huyết hư, thì người ta mới chẩn đoán là khí huyết ứ trệ. Cho nên cái đường mà khí ứ trệ này nó nhiều lắm nha, nhiều khu vực. Như ở phía trên này là cũng tắc nghẽn, cũng gây ra ứ trệ rồi nè. Tuy nhiên người ta không chẩn đoán cái chữ là khí ứ trệ, mà người ta chẩn đoán là ngoại cảm phong hàn gây ra tắc nghẽn, đúng không? Tắc nghẽn ở đây là tắc nghẽn cái gì? Cũng là tắc nghẽn khí huyết chứ tắc nghẽn cái gì, đúng chưa? Rồi, những cái vùng như đàm trọc ở đây, đàm trọc tắc trở nè, mà tắc trở cái gì? Cũng là tắc trở cái đường kinh mạch, làm cho khí huyết không lưu thông. Để các anh chị phân biệt được những cái chỗ này chưa? Nó nhiều cái ha, nó nhiều cái dẫn đến khí huyết trệ. Tuy nhiên là mình phải, cái trong cái phần bệnh học á, thì người ta sẽ đi theo cái hướng dùng từ ngữ cho nó đúng vào cái nguyên nhân gây bệnh luôn, để đi theo hướng điều trị. Rồi, thì nó hai nhóm ha. Thứ nhất là ngoại cảm, thứ hai là nội thương. Thì trong nội thương nó sẽ có gì? Ăn uống kém làm cho khí huyết hư, hoặc là bệnh lý kéo dài làm cho khí huyết hư. Khí huyết hư thì cũng không lưu thông được, làm cho khí huyết ứ trệ gây ra. Như vậy cái người ta điều trị là cả những cụm ở phía dưới này. Rồi, nội thương làm cho can khí út thì cũng sẽ dẫn đến can dương xung mà hóa hỏa, gây ra không có đưa được dương khí lên đầu. Cái thứ ba là thận thủy bất túc. Thận thủy bất túc thì thận thủy cũng không có kiềm hãm được cái phần. Và thận thủy bất túc thì dẫn đến gì? Dẫn đến can âm hư. Bởi vì thận thủy sinh ra can mộc, làm cho can âm hư. Mà can âm hư thì cũng sẽ dẫn đến dương xung. Can âm hư sẽ dẫn đến can dương xung. Và can dương xung cũng làm cho cái khí nó bị tắc nghẽn ở trên vùng đầu.
nó sẽ bị trở loạn ở trên vùng đầu. Cái nội thương này làm cho cơ thể mình bị yếu kém, dẫn đến ăn uống không điều độ, hoặc là bất nội ngoại nhân, ví dụ như là cái nguyên nhân ăn uống, nên ăn uống không điều độ dẫn đến tỳ hư. Tỳ hư này có thể sinh ra đàm trọc để làm cản trở cái đường đi của khí huyết lên đầu. À, một cái yếu tố nữa đó là trong cái bất nội ngoại nhân có thể có chấn thương hoặc là trùng thú cắn. Có chấn thương hoặc là trùng thú cắn có thể gây ra đau. Nó cũng là một cái nguyên nhân nữa. Rồi, cái chỗ ăn uống này mình có thể nói rất là nhiều ý. Ví dụ như các bạn hồi nãy các nói là thiếu máu lên não. Thì thiếu máu lên não nó do nhiều cái ý ở trong này đó. Có thể là tắc nghẽn làm cho máu nó không lên được. Cũng có thể là không đủ khí huyết để lên. Thì không đủ khí huyết này nó có thể nằm ở cái nhóm này nè các chị. Không đủ khí huyết đó là tỳ hư, không có sinh ra được khí huyết. Không sinh ra được khí huyết thì sẽ dẫn đến là kém nuôi dưỡng vùng đầu, kém nuôi dưỡng vùng não lại. Ngoài ra thì tỳ hư còn làm cho đàm trọc nó sinh ra, tách trở cái đường dẫn truyền lên vùng đầu. Như vậy cái chỗ này có thể các anh chị mở thêm một cái đường nữa ở đây, đó là thiếu khí huyết. Khí huyết hư này nè, nó có thể đi theo một cái đường khác nữa, đi thẳng lên đây. Ăn uống không điều độ này, hãy chĩa qua đây này cũng được này. Từ ăn uống này đi qua đây, đó là khí huyết hư. Nó thì cái sơ đồ của cái đàm của cái gì đó, đậu thống, là một cái sơ đồ phức tạp mà có thể tóm tắt như thế này thôi, chứ không phải là hoàn toàn như thế được. Cho nên theo cái đông y ấy, mình có thể thấy là nó rất là nhiều cái hướng để mình phân tích. Không có đơn, không có phải chỉ có như đó. Nhưng mà cái mà mình đưa ra, nó là những cái mình thấy và những cái thường là. Thì như vậy mình tóm tắt lại ấy, là nếu những cái nguyên nhân do ngoại cảm, thì những cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta có thể thấy là đau đầu do phong hàn, do phong nhiệt, do phong thấp gây ra. Những yếu tố hàn thấp nhiệt này nó hay đi kèm theo yếu tố phong, và nó mới ảnh hưởng lên cái vùng phía trên của cơ thể. Đó là cái phong nó hay tác động lên cái phần phía trên của cơ thể, bởi vì nó mới đau đầu. Chứ còn một mình những cái yếu tố như hàn thấp nhiệt thì cũng chưa chắc, đúng không? Phong thì nó dẫn cho mình đến cái đầu là cái phía trên của cơ thể. Cái thứ hai đó là đau đầu do nội thương. Thì nội thương như hồi nãy giờ mình phân tích rất là nhiều yếu tố nguyên nhân. Tuy nhiên là những cái bệnh cảnh lâm sàng mình có thể thấy thường gặp, đó là những bệnh cảnh lâm sàng này. Không phải là tất cả ha. Mình có thể thấy những bệnh cảnh thường gặp. Thì những cái bệnh cảnh lâm sàng các anh chị chẩn đoán đó, nó phải dựa vào cái thực tế bệnh nhân có, chứ không phải là mình sẽ loại trừ trong tất cả các bệnh này. Thành thử ra mình học những cái bệnh cảnh lâm sàng này để cho mình gợi ý đến những cái nhóm bệnh nhân thường gặp là gì thôi. Nội thương ha, thì sẽ do uống năm cái bệnh lý là can dương thượng can, hay là can dương xung, hay là đau đầu do khí hư, đau đầu do âm huyết hư, đau đầu do đờm thấp, và đau đầu do huyết ứ. Thì những nhóm này mình phân tích để mình có thể phân biệt nó trên lâm sàng. Trên lâm sàng thực tế nếu mà chỉ có âm hư không, hay là chỉ có huyết hư không thì cũng có thể xảy ra, chứ không nhất thiết phải là đi chung. Đây các bệnh cảnh ha. Bệnh cảnh thứ nhất là đau đầu do ngoại cảm. Thì ngoại cảm mình đã nói là nó có phong hàn, phong nhiệt và phong thấp. Thì như vậy phong hàn thì chúng ta sẽ để ý khi mà các anh chị phân biệt những cái chứng trong đông y. Các anh chị sẽ để ý những cái tính chất của cái chứng đó theo thiên hướng nào, thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái chứng đó thuộc bệnh cảnh đó.
Các anh chị sẽ làm quen với điều này nha. Mỗi chứng chúng ta đều phải như vậy. Cái chứng thứ nhất, ví dụ như mình nói đang nói chứng đau đầu thì như vậy, cái đặc điểm của đau đầu là cái quan trọng nhất. Đây, đặc điểm của đau đầu là cái quan trọng nhất. Cho nên tôi bôi đỏ lên đây và nó chính là những triệu chứng chính để cho mình chẩn đoán bệnh nhân. Khi mà mình chẩn đoán các triệu chứng khác, ví dụ như những cái triệu chứng không tô màu đỏ này, những cái triệu chứng như nghẹt mũi, chảy mũi, cảm giác đau nhức toàn thân, như là phát sốt, như là mồ hôi, nếu nó không có cũng chẳng sao cả. Đôi khi nó chỉ có một vài triệu chứng trong đây thôi nha, thì bệnh nhân đã có đau đầu thì chắc chắn phải có triệu chứng tính chất của cái đau đầu đó. Cái tính chất của đau đầu là gì? Là đau theo kiểu gì? Đau ở vị trí nào? Đau theo tính chất như thế nào? Thời gian như thế nào? Có lan đi đâu hay không? Giảm đau, tăng giảm nó như thế nào? Thì đó là cái tính chất chính của cái triệu chứng. Và mình sẽ căn cứ vào cái tính chất của triệu chứng chính này để mình phân tích cái bệnh cảnh, để mình chẩn đoán bệnh cảnh nha. Đau đầu do phong hàn nè, cái yếu tố quan trọng nhất đó là tính chất của triệu chứng. Thì đau đầu theo phong hàn nó sẽ cảm giác gì? Choáng váng, có thể lan theo sâu vai gáy. Như vậy đặc điểm của cảm phong hàn nó thường đi theo đường kinh lạc trên vùng đầu. Và kinh lạc trên vùng đầu thì có thể xuất phát từ tay lên vai, cổ rồi lên đầu. Hoặc có thể từ trên đầu đi xuống lưng, xuống vai, xuống chân. Đúng chưa? Cho nên á, nếu như vậy, các bạn sẽ dựa vào cái tính chất này. Các bạn dựa vào cái tính chất này để mình tìm ra, để mình phán đoán nó ra là bệnh lý đầu tiên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái biểu hiện quan trọng đi kèm. Ví dụ như phong hàn là ngoại cảm thì chắc chắn nó phải có cái yếu tố của ngoại cảm, tức là biểu chứng. Đúng không? Nó phải có ngoại cảm, biểu chứng ở đây. Như vậy, phong hàn thì phải có đặc điểm của cảm nhiễm phong hàn vào cơ thể của người bệnh ngay tại thời điểm cảm nhiễm. Và đôi khi người ta bệnh đến với mình chưa, nó hết cái sợ gió, sợ lạnh rồi. Nhưng mà tại thời điểm người ta khởi phát bệnh, người ta có tiếp xúc với gió lạnh và người ta có biểu hiện là sợ gió, sợ lạnh, thì nó là đặc điểm chính của phong hàn. Như vậy mình có thể thấy là những triệu chứng chính. Bên cạnh đó còn có thể là gì? Hàn thì không có khát nước, hàn thì bế tắc làm cho nghẹt mũi, hoặc là làm cho chảy mũi, hoặc là bế tắc cái đường kinh, cơn cơ làm cho đau nhức toàn thân. Có thể nó bế chung làm đau nhức toàn thân, cũng có thể đau xuống cái cổ vai. Rồi yếu tố của phong hàn nữa là phát sốt mà không ra mồ hôi, rêu lưỡi thì trắng mỏng, mặt phù mặt khẩn. Thì như vậy mình thấy là đây là một đặc điểm của ngoại cảm. Trắng mỏng đôi khi nó là bình thường, nhưng trong cái bệnh cảnh này cũng là đặc điểm của ngoại cảm, đúng không? Nhưng mà mình thấy chưa, đó là như vậy. Chúng ta sẽ dựa vào những cái triệu chứng chính này để mình phân tích cái bệnh. Và những cái triệu chứng còn lại này nè, thì có thể có ít, có thể có nhiều, cũng có thể không có. Đôi khi người ta chẳng có nghẹt mũi, chảy mũi, chẳng có phát sốt gì hết, nhưng người ta chỉ có không khát nước thôi. Nên nó cũng là một đặc điểm. Đó là những cái triệu chứng để cho mình đi tìm. À, như vậy mình sẽ so sánh tiếp với những cái bệnh cảnh của ngoại cảm khác. Như ngoại cảm phong nhiệt. Đây, ngoại cảm phong nhiệt. Các bạn thấy là đau đầu dữ dội nè, căng như muốn vỡ. Cái này cũng là một đặc điểm rất quan trọng. Một hồi bạn sẽ thấy là đau đầu căng như mặt đập, đau đầu dữ dội. Nó là gì ạ? Nó là thực chứng, đúng không? Như vậy trong nội thương cũng có. Nội thương mà gây ra thực chứng này cũng có. Nhưng mà như vậy mình sẽ so sánh cái bệnh ngoại cảm phong nhiệt này với lại cái bệnh nội thương bằng những triệu chứng ngoại cảm khác và những triệu chứng nội thương khác. Cho nên như vậy mới nói các bạn là triệu chứng chính, đó là tính chất của triệu chứng là thứ nhất. Thứ
Thứ hai là những cái triệu chứng đi kèm, đặc biệt là biểu hiện của nguyên nhân. Ví dụ như biểu hiện của nguyên nhân là phong nhiệt thì chắc chắn phải biểu hiện của phong nhiệt trên cơ thể người bệnh thì mình mới nói nó là phong nhiệt được. Cho dù người ta không có yếu tố tiếp xúc, tức là mình không khai thác được chứ không phải người ta không có. Nha. Nhưng mà người ta không có luôn thì có thể mình sẽ đi khai thác cái nội thương. Ở đây người ta có ha, phong nhiệt thì có thể biểu hiện là sốt, sợ gió mà ra nhiều mồ hôi. Ra nhiều mồ hôi là biểu hiện của nhiệt. Nó mở lỗ chân lông và nó thúc đẩy cái khí cộng với cái âm dịch ra bên ngoài. Cho nên những biểu hiện khác của người ta sẽ là nóng bừng, mắt đỏ, mặt đỏ, miệng khô, miệng khát, đau họng, tiểu ít, nước tiểu sậm màu, táo bón, rêu lưỡi, vàng. Ở đây là ngoại cảm cho nên nó vẫn là vàng mỏng mà chưa có khô. Vì khô nó lại thuộc về cái phần hư tổn về tân dịch rồi. Rồi vẫn là mạch phù, nhưng mạch phù ở đây nó sát rồi. Nó sát rồi. Nó sát nó nhanh thì nó là do thúc đẩy của nhiệt. Cho nên bạn thấy là triệu chứng chính mình sẽ thấy là đau đầu dữ dội, căng như muốn vỡ. Nhưng cộng thêm những biểu hiện của ngoại tà phong nhiệt đó là sốt, sợ gió, ra nhiều mồ hôi cộng với mặt phù sát, kèm theo những yếu tố do nhiệt gây ra. Đúng không? Do nhiệt gây ra, bạn thấy nè, do nhiệt gây ra rất là nhiều. Và tuy nhiên người bệnh có thể có ít nhiều gì đó nha. Thì như vậy nó là những triệu chứng kèm theo, đôi khi có, đôi khi ít có. Thì như vậy nó không phải là triệu chứng chính cho mình chẩn đoán. Còn triệu chứng chính bao giờ cũng phải có tính chất của triệu chứng bệnh nhân đến khám. Đúng không? Nhưng đến khám vì đau đầu thì đương nhiên phải có tính chất của đau đầu, không có gì lạc đi được hết. Anh chị không khai thác được cái tính chất này, anh chị nói người ta tôi vẫn đau đầu, tôi vẫn cứ đau đầu vậy thôi, tôi chả biết đau đầu như thế nào, thì cái đó là thiếu sót của mình, không nhìn ra được. Rồi cộng thêm là những yếu tố của yếu tố nguyên nhân ha, cho nên mình sẽ chẩn đoán được cái bệnh này. Thứ ba là phong thấp, đau đầu do phong thấp. Thì phong thấp anh chị thấy là một cái đặc điểm. Phong thì nó sẽ tấn công ở vùng phía trên, nhưng mà thấp thì theo lại đi hướng xuống dưới và bó chặt bức bí. Cho nên như vậy thì đau đầu này, đau thì vẫn đau đầu, nhưng mà cảm giác như bó chặt lại và cảm giác nặng nhất, cộng với chân tay có thể tê nặng mỏi. Bên cạnh đó thì thấp nó sẽ đi vào cái hướng của tỳ vị, cho nên là khóc thì nó rất là dễ đi vào hướng tỳ vị, thành ra bệnh nhân sẽ có cảm giác nặng bụng, không tiêu, ăn uống kém, tiêu lỏng và tiểu thì ít, và thấp nó nặng nề, nó bế ở bên trong. Sắc mặt thì tối sạm, theo lưỡi trắng nhợt, mặt nhu. Thì như vậy triệu chứng chính là những cái triệu chứng ở trên này. Những triệu chứng khác có thể có. Cho nên nếu như triệu chứng ở phía trên này mình thấy khó quá thì mình phải đi tìm thêm những triệu chứng khác. Đó là nhóm đau đầu ngoại cảm. Đau đầu ngoại cảm thì có phong hàn, phong nhiệt và phong thấp. Có thể phối hợp giữa những cái nhóm này hoặc là thay đổi và tính chất giữa các nhóm này mà gây ra cái bệnh lý phức tạp. Rồi, nhóm đau đầu do nội thương. Nội thương đó là nhiều những cái vấn đề của trong cơ thể mà gây ra. Tuy nhiên nội thương là cái bệnh lý tổn thương bên trong, nhưng do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như có thể do ăn uống, cũng có thể do các yếu tố như tình trí, có thể do ứ trệ khí huyết, có thể do ứ trệ khí huyết. Những cái nhóm, cái bệnh thứ nhất đó là can dương thượng can. Các anh chị học xong cái này rồi mới giải lao hay là giải lao luôn nhỉ? Nãy nói nhiều rồi. Học xong luôn là giải lao một chút nha. Học xong bài này đi, rồi giải lao luôn để cho nó theo cái mạch. Cái can dương thượng can thì
đầu váng, thượng thượng can. Ở đây mình có thể nói là can dương xung. Thì can dương xung, can dương vượng thì sẽ có biểu hiện gì? Dương nó đi lên, phóng thẳng một mặt lên trên đỉnh đầu theo đường kinh can, thì sẽ có đầu váng, căng, đau, có thể lan tới đỉnh đầu. Có thể lan tới đỉnh đầu. Thì như vậy mình hay dùng cái từ đó là đau căng vùng đỉnh đầu. Đau căng tức vùng đỉnh đầu. Hay là người ta hay dùng cái từ chữ là đau căng như mạch độc. Đau căng như mạch độc. Cái cảm giác mạch độc dữ dội ở trên đầu, bực 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 ở trên đầu vậy. Và thường ta sẽ có dễ bị phiền báo, dễ cáu gắt, dễ giận dữ. Mà giận dữ thì đau căng. Như vậy mình thấy ở đây đặc điểm chính của nó là tính chất đau căng vùng đỉnh đầu như mạch độc. Và biểu hiện là dễ cáu gắt, giận dữ. Giận dữ thì đau tăng. Như vậy có giận dữ đau tăng này chứng tỏ bệnh lý của can khí uất dẫn đến hóa hỏa làm cho dương vượng lên. Đúng chưa? Vậy mình nhìn thấy đây là yếu tố tính chất. Đây là yếu tố của nguyên nhân liên quan tới tạng can. Đúng không? Rồi, ngoài ra thì vì dương vượng cho nên có những yếu tố hỏa nhiệt nó bốc ra, nó biểu hiện ra. Dương vượng thì nó sẽ thể hiện là cái nhiệt nó tăng hay là phần khí nó đẩy lên trên. Vì mình thấy cái nhiệt nó tăng nè, mặt miệng đỏ, mặt đỏ miệng khô, đau rất không sườn, đó là biểu hiện của khí uất. Treo lưỡi vàng mỏng, ha, lưỡi đỏ treo. Đặc điểm chính nữa, mạch huyền. Mạch huyền là mạch của can, mạch căng của can. Cho nên mạch huyền mình sẽ thấy được là can thực. Còn tế sát đó là can âm hư làm cho dương xung. Can âm hư làm cho dương xung thì mình thấy được là có thể là mạch tế sát, là phần âm nó hư mà phần dương nó nhảy lên cao quá. Thì vậy biểu hiện triệu chứng vẫn ở trên cao, nhưng nền tảng của cơ thể thì nó là hư tổn. Vì chỗ này mình có thể nó là một cái, có một cái bệnh nền ở trong đây nữa nè. Nhóm thứ hai là khí hư. Ngược lại với nhóm dương xung. Khí hư, khí thuộc dương. Mà khí hư thì không đủ dẫn, không đủ hoạt động, không đủ dẫn huyết lên trên đầu. Cho nên là và đau đầu này thường âm ỉ liên miên và làm việc quá sức thì sẽ đau tăng. Làm việc quá sức đau tăng là cái biểu hiện của khí huyết hư. Khí hư cũng làm cho huyết không lên được, mà huyết hư không lên đến đầu được cũng bị như vậy luôn. Cho nên bệnh cảnh chung người ta hay gọi là khí huyết hư, là làm việc quá sức thì gây đau. Còn khí hư là đau đầu âm ỉ liên miên kèm theo đoạn hơi thiếu khí, lưỡi nhợt nhạt. Nhợt nhạt này là của biết không tới được ha. Người mệt, ăn kém, tiêu phân nhão. À, ăn kém tiêu phân nhão này vì khí hư cho nên có thể ảnh hưởng đến phần khí của tỳ vị. Khí của tỳ không đủ thì không tiêu hóa tốt, ăn kém. Khí của cơ thể không đủ thì làm cho cơ thể mình bị mệt mỏi. Mạch tế nhỏ, không có lực. Mạch nhỏ và không có lực thì là biểu hiện của khí hư. Biểu hiện thứ ba, tình cảm thứ ba đó là âm huyết hư. Âm huyết hư thì có thể là âm không ha? Nhưng mà đa số là huyết hư có thể kèm theo phần âm. Thành ra huyết hư thì mình thấy là triệu chứng cũng như hồi nãy tôi nói trên kia của cái khí hư. Đó mình thấy là đau đầu âm ỉ kéo dài, làm việc quá sức thì đau tăng. Bởi vì nó không đủ nuôi dưỡng, mắt tôi làm việc nhiều quá, tôi đã còi cọc rồi, tôi đã ốm yếu rồi, làm việc nhiều quá đương nhiên tôi phải mệt, tôi phải đau.
Rồi. Huyết hư thì dẫn tới những cái biểu hiện huyết dẫn đến những cái nơi khác không đủ. Tâm chủ huyết mạch, người huyết hư cho nên hồi hộp trống ngực hoảng sợ mũi. Huyết không lên được vùng đầu mắt, huyết kém nuôi dưỡng đầu mục. Thì đầu ván mắt hoa, cái đầu ván này mình có thể hồi nữa mình nói tới trong cái phần chuyển vận. Huyết hư thì không nuôi đủ tới các cái vùng cơ thể và những cái vùng ngoại biên có thể thấy rõ như là nhợt nhạt, sắc mặt không tươi, nhợt nhạt. Ở đây mặt cũng là mặt tế và vô lực. Cho nên như vậy nãy tôi mới nói là hai cái bệnh cảnh này nó có thể đi kèm với nhau. Khí hư thì cũng làm cho huyết không đến được nuôi dưỡng cho đầu. Mà huyết hư thì bản thân nó cũng không đủ nuôi dưỡng cho đầu, cho cơ thể luôn. Nhưng mà cái vùng đầu là cái vùng hoạt động liên tục, thành ra là càng làm việc càng căng thẳng thì nó sẽ càng đau, đau đầu triền miên. Thì cái âm huyết hư thì nó sẽ không có những cái biểu hiện của cái đoạn hơi thiếu khí ha. À, còn cái khí hư không thôi á, thì chúng ta sẽ thấy cái sự nhợt nhạt nó chưa có đủ, hoặc là cái tâm chủ huyết mạch nó chưa có tốt. Tuy nhiên hai cái nhóm này cứ thường đi kèm với nhau, đặc biệt là những người tỳ hư dẫn đến khí huyết hư thì sẽ có cả hai. Thứ hai là những người ăn uống kém hoặc là những người sau bệnh lý thì khí huyết đều hư, thì triệu chứng nó sẽ có cả hai cái này luôn. Và trong điều trị người ta cũng thường là bổ chung cả hai nếu như có kèm, nó là bổ khí huyết. Cái thứ tư đó là đau đầu do đờm chọc, đờm chọc tắc nghẽn. Thì cái triệu chứng chính của nó nè, ủa chỗ này nó bị lộn, triệu chứng chính của nó nè đó là nặng đầu, đau nhưng mà lại nặng đầu, cảm giác âm u và có thể kèm theo choáng váng, chóng mặt, lúc nào cũng nặng, trì trên đầu hết. Đó là kiểu của đờm chọc, kèm theo những cái biểu hiện khác như là đầy bụng, chán ăn, nôn mửa ra đờm dãi. Thì cái này có thể kèm theo nha, này có thể kèm theo. Và thường thì có đờm chọc thì thông thường nó sẽ làm cho con người ta bị buồn nôn, có thể là chán ăn. Đó là những cái biểu hiện thường gặp đi kèm nôn mửa ra đờm dãi, rêu lưỡi trắng mà nhớt. Trắng ở đây không phải là trắng mỏng như thông thường nữa, mà nó sẽ có cái nhớt. Như vậy nhớt này là một cái biểu hiện của đờm thấp. Mạch là mạch hoạt, cũng là một cái điển hình của đờm thấp nha. Như vậy nếu có đờm thì đau sẽ là kiểu nặng nề, âm u, choáng, dễ bị choáng váng. Và cái choáng này nó không phải là kiểu nó quá nặng nề dữ dội, mà nó cứ kiểu say chóng choáng thôi. Nó là kiểu của đờm thấp. Còn choáng váng dữ dội thì nó lại có thể nằm ở trên cái nhóm của cái dương can này nè, đầu váng và choáng dữ dội. Mạch hoạt ha, lưỡi nhớt. Ngoài ra còn có thể kèm theo ngực bụng đầy tức. Biểu hiện thứ năm là đau đầu do huyết ứ. Tính chất đặc thù của huyết ứ là cái gì ạ? Đặc điểm của huyết ứ là gì? Trong phần y lý có nói rồi, tôi nhớ là tôi có nói rồi, biết lớp chị Mỹ thì có hay không? Đặc điểm của huyết ứ là cái gì các anh chị? Mình phải nhớ những cái đặc điểm chung này nha. Những đặc điểm này là cái nền tảng để giúp mình chẩn đoán sau này đó. Điểm là nó cố định rồi. Dạ, điểm đau cố định. Còn gì nữa không anh? Nông sai bên. Hết rồi hả? Ít vậy. Điểm đau cố định, đúng. Gì nữa không? Quên hết rồi. Quên hết rồi.
Rồi, huyết ứ là đại điểm đau cố định, đúng ha? Lưỡi, là đau đầu lưỡi, cố định. Yeah, đúng lưỡi rồi. Tím. Lưỡi có thể có điểm máu huyết, lưỡi tím mà có thể có điểm máu huyết, đúng. Mạch, có đặc thù không? Mạch như mạch hoạt hay gì? Mạch hoạt. À, có thể là mạch hoạt, mạch sát. Sát nó đi không nổi luôn á. Rõ ràng hơn mạch hoạt luôn. Mạch hoạt cũng là một đặc điểm mất. Rồi, có thể là, đây thì đặc điểm đau đầu thì có thể là gì? Đau cố định, mà có thể là như kim châm. Châm chích trên đầu đó. Rồi, có thể là có tiền sử va chạm, đục dập ở trên đầu. Có thể có thôi, hay nhiều khi không có, nó cũng hút ứ luôn. Rồi, lưỡi có điểm hút ứ. Nhưng mà đôi khi lưỡi này cũng có thể không có luôn. Chỉ cần có đau đầu cố định, cảm giác dữ dội hoặc là như kim châm, mình có thể nói nó là ứ huyết rồi. Lưỡi tím càng tốt ha, lưỡi có điểm ứ huyết càng tốt, rất là kinh điển. Rồi, mạch sáp ha, cũng là kinh điển. Này thì mai mốt anh chị học thêm về mạch thì có thể biết rõ hơn. Đó là năm cái bệnh cảnh lâm sàng về nội thương. Như vậy mình tóm tắt lại những bệnh cảnh lâm sàng này để mình theo dõi nha. Mình có 3 bệnh cảnh ngoại cảm và 5 bệnh cảnh nội thương trong đầu thống. Thì như vậy, đau đầu là do phong hàn. Thì mình dùng chữ đau đầu cho nó dễ nha. Đầu thống cũng được, anh chị có thể dùng chữ đầu thống do phong hàn. Hoặc là phong hàn phạm kinh lạc vùng đầu. Nó cũng giống thôi, nó cũng vậy thôi. Nhưng ở đây thì là cái tên bệnh cảnh thôi, chưa phải là đặt cái tên bệnh danh rõ ràng. Cho nên mình cứ ghi như vậy đi cho nó dễ nhớ. Đau đầu do phong hàn thì... Đó, đây những cái triệu chứng chính là đặc điểm của đau đầu nãy mình nói hết rồi, thấy không? Nè, nè, choáng váng, sợ gió, sợ lạnh. Chưa? Do phong nhiệt thì dữ dội, sốt, sợ gió, ra nhiều mồ hôi, mặt phù và sát. Đau đầu do phong thấp thì nặng như bó, mà chân tay có thể nặng mỏi. Còn đau đầu do can dương xung thì đầu choáng, căng đau, có thể đau từ hai bên lan tới đỉnh đầu. Đau đầu do khí hư thì âm ỉ liên miên là việc quá sức đau tăng. Âm hư và huyết hư nó giống nhau, thấy không? Nào, anh chị đã khí hư và huyết hư nó tính chất chính nó giống nhau, chỉ có khác là cái tính chất của toàn thân. Ví dụ như khí hư thì nó phải có gì đoạn hơi thiếu khí, mệt mỏi. Nào, còn âm hư, huyết hư thì nó hay có kèm theo là hồi hộp chống ngực hay là đầu choáng mất hoa. Đó là biểu hiện của huyết hư. Cho nên người ta hay có cái bệnh cảnh là khí hư thì cũng không dẫn được huyết và không giữ được huyết, cho nên là dẫn đến khí huyết hư. Mà huyết hư thì cũng không đủ nuôi dưỡng, làm cho một lần cái vùng khí ở tại vùng cân lạc nó không được đến, nó không có cái gì để dẫn khí đến thì cũng là khí huyết hư. Nên cái nhóm này thì thường gặp. Một cái tắc nghẽn, hai cái yếu tố tắc nghẽn ha. Các bạn thấy nè, một cái yếu tố của nội thương đó là can dương nó thượng xung, nó tăng quá. Hai cái yếu tố này là do hư tổn, nó là khí hư và huyết hư lên trên cái vùng đầu. Và hai yếu tố sau cùng này là tắc nghẽn. Tắc thì có thể do đờm thấp, cũng có thể do huyết ứ. Thì do đờm thấp thì đương nhiên cái đặc điểm là ứ trệ, nó nặng nề kiểu đu đờm thấp. Đờm nó tắc nghẽn nặng nề kiểu của đờm thấp, có thể kèm theo những yếu tố của đờm khác của cơ thể. Còn đau đầu do huyết ứ thì sẽ là đặc điểm cố định, đau dữ dội, đau như kim châm, kèm theo những đặc điểm của cơ thể khác. Đó thì như vậy bạn phân biệt ở cái bảng này. À, đây là những cái tài liệu tham khảo mà hồi nãy tôi có liệt kê theo cái yêu cầu của các bạn. Bạn có thể tìm hiểu đọc thêm những cái cuốn này. Rồi, không chưa? Lượng giá một cái là vậy ha. Làm bộ vậy thôi, phải mở mic lên. Ai nói nhanh hơn thì được cộng điểm từ từ. Rồi, vậy xong Trường Duy là khỏi có cơ hội cộng điểm rồi đó. Biểu hiện của đầu thống B. Dạ lẹ quá.
mốt lớp trưởng cho cái danh sách. Và B ha, này dễ quá, câu này câu nhữ ha. Rồi nguyên nhân cái đầu phóng chọn câu sai. B luôn hả? Dạ. Nhiều người được cộng điểm như ta. Tôi cộng hết đi cô. Câu 3. Đấy là phúc hậu. B. Tây Dương B. Tây Dương Hư. Ngoại trừ Tây Dương Hư. Hay vậy ta? Nãy giờ có lật sách không vậy? Hết rồi. Rồi các anh chị nghỉ giải lao một chút xíu đi. 8 giờ mình bắt đầu nha. Cho nó nhẹ người, hồi bắt đầu phần lĩnh vực.